Thế như vậy chúng ta đã thỏa thuận xong về cái phần câu hỏi của chị rồi. Bây giờ chúng ta Dạ. sẽ cùng nhau xem tiếp nào. Xem tiếp cái bài của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ mời chị đọc giúp cái phần bài này ạ. Chị có nhìn thấy Ừ. hình ảnh chưa? À, rồi, Vâng, thì chị đọc đi ạ. rồi. Đọc để kiểm tra xem là khả năng Mama in và Ava. phát Better âm ngữ điệu và Mama Anton in Anna. ý ăn à, đá. Anna. Better Druga in Badruga. Better on in Anna. Ian là đá Anna. đá Ete Ruka in Naga. Naga Brahma Ete Gorat. đá Ete Park. đá Ete Park. Ete Daroga. đá Ete Papka. đá Ete Pumaga. đá Ete Karta. đá Ete Marka. đá Ete Komnata. đá Ete Akno. à nó khá à chị trả lời giúp ạ sto et sto et Ruka. ruka asto et Naga. Ete naga asto ete. Papka. Ete papka asto ete. Karta. Karta asto ete. Parka. Ete park. 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 Âm cờ nó không có âm Park. thanh. Park. Ete park. Park. Đúng ạ. Tiếp theo là stoete. Ete Komnata stoete. Komnata. Ete Ete akno. Ete sto. Con Ete đường. dar Ete daruga. Daroga. Ete sto. Daroga. Stoete. Ete Bumaga. Ete bumaga. Хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem lại một vài cái từ vựng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem cái bài học của chúng ta, bài số 2 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem tiếp phần bảng chữ cái của chúng ta. Và cứ mỗi một chữ cái chúng ta sẽ học được rất nhiều những cái từ vựng mới đúng không ạ? Tổng cộng sau khi chúng ta học xong bảng chữ cái chúng ta sẽ thuộc khoảng gần 100 từ đấy, 93 94 từ gì đó đấy. Chúng ta cùng nhau xem nào. Chúng ta có từ druk. Druk. Đấy, đó là âm gì đấy? Âm r. R. Đấy, r rung đấy. Nào, chúng ta nói là druk. Padruga. Padruga. Padruga là cô bạn gái, druk là cậu bạn trai đấy. Karta. Karta. Karta là cái tấm bản đồ. Gorat. Gor. Gorat. Gorat đó là Gor. thành phố. Thành phố. Thành phố đấy. Thành phố ở đây chúng ta nhìn thấy âm đ đứng cuối từ, âm đ. Thế và ở đây có âm th. Đấy. Th. Gor. Đó, đ bị đọc thành th. Đ. Th. Đúng nào, đấy. Tiếp theo là chúng ta có từ brat. 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 Đấy, brat đó là Brat. anh em trai. Sistra. Sitra. Sistra đó là chị em gái, đấy, chị Sitra. em gái. Raskas. Raskas. Raskas đó là một câu chuyện đấy, Raskas. một câu chuyện. À, Tiếp câu theo chúng ta có từ chuyện. Raskas. Karta. Karta. Karta đó là Karta. quân bài đấy. Chúng ta cùng đọc lại từ vựng nào. Druk. Druk. Padruga. Padruga. Karta. Karta. Gorat. Gort. Brat. Brat. Karta. Au sistra. Sistra. Raskas. Raskas. Karta. Karta. Ở đây chúng ta nhìn thấy có hai từ karta. Một từ karta là tấm bản đồ, từ thứ hai là một quân bài đấy. Đây người ta gọi là từ đồng âm, tức là cùng âm, phát âm giống nhau và khác nghĩa, từ đồng âm khác nghĩa đấy. Đó. Trong tiếng Nga nó có cái hiện tượng như vậy, trong tiếng Việt của chúng ta cũng vậy đấy. Trong tiếng Việt chúng ta có nhiều từ đồng âm khác nghĩa là tạp vật. Tiếp theo nào. Vừa rồi chúng ta đã xem chữ cái số 20, chữ cái R. Và chúng ta đã học được tổng cộng 35 từ vựng. Xem tiếp. Chúng ta có chữ cái L. L. Là. Giống chữ L trong tiếng Việt thì chả có gì cả. Đấy. Đó. Chúng ta cùng nhau xem phần từ vựng nào. Lampa. Lampa. Stone. 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 Lượt. Liot. Clay. Clay. Limon.
Limon. Glass. Glass. Blood. Blood. Lyubov. Lyubov. Salad. Salas. Luna. Luna. Vilka. Vilka. Vilka, đúng rồi đấy. Đó. Vilka. À, lampa là cái đèn, stone là cái bàn, stool là cái ghế, lướt có nghĩa là nước đá, clay. Đá. Clay đó là keo dán. Kéo Limon là dán. quả chanh. Class là lớp học. Blood là một món ăn. Lyubov là tình yêu. Salad là một món rau trộn. Luna là mặt trăng. Mặt trăng. Vilka là cái dĩa đấy, Vi tạc vật đấy. Đó. À, lực tác bột. Như vậy đến đây chúng ta thấy đó là phần từ vựng của chúng ta với liên quan đến âm l l. Chúng ta cùng đọc lại phần từ vựng nào. Lampa. Lampa. Stone. 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 Lyot. Rust. À, lyot đọc là li ot, lyot. Rust. Li ot. Lyot, li ot. Liot. Lyot đấy. Liot. Liot. Liot đấy. Liot. Liot. À đó chứ ạ. Chữ y chúng ta đọc ngắn đi một chút đấy. Liot. 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 Đà. Clay. Clay. Limon. Limon. Glass. Glass. Blood. Blood. Lyubov. Lyubov. Salad. Salad. Luna. Luna. Vilka. Vilka. Vilka đấy, đó. Vilka. À đó là chữ cái số 21 của chúng ta và chúng ta hiện nay đã có được 46 từ vựng rồi. À đó, thấy chưa nào? À đó, em thấy là học chúng ta học từ vựng vào rất là nhiều. À thế mà vấn đề ở chỗ là các em sẽ không nhớ được. À, các em không nhớ được bởi vì chúng ta không dùng nó. Không dùng nó thì không nhớ. Nhưng mà không phải là không biết. Lần sau chúng ta nhìn thấy nó chúng ta bảo ồ cái từ này mình đã nhìn thấy nó một lần rồi. Đấy. À thế vậy thì để chúng ta nhớ được là gì? Thỉnh thoảng chúng ta lại phải dở ra đọc lại một lần đấy. Đó. À thế vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem được hai bức hình rồi. Mình sẽ gửi cho bạn hai bức hình này đấy. Đó. À chúng ta có âm đây người ta gọi là âm. À đây là phụ âm cứng. Phụ âm này luôn cứng. À thế vậy thì các nguyên âm mềm mà đi với nó thì sẽ bị cứng hóa. À, cứng hóa là thế nào? À, có nghĩa là ví dụ chúng ta có nguyên âm ye. Nguyên âm ye là một nguyên âm mềm, đúng không nào? Đấy, nguyên âm mềm. Nhưng mà nó là ở đây là phụ âm cứng cho nên đi vào với nó thì nó sẽ bị thành e. Đọc là E. center, không đọc là center mà Center. đọc là center. 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 Center đấy. Center đó là trung tâm, center. Trung tâm thành phố. Center города. Center города đấy. À đó. Trung tâm. Từ thứ hai của chúng ta, Zurich. Zurich. Sư Zurich đó là hiệu sư dạp xiếc, dạp xiếc đấy, sư dạp xiếc Zurich. sư Từ thứ ba là Sinna. sư Sinna, Sinna đó là giá cả đấy, giá ví dụ giá cả hàng hóa đúng không? sư Tiếp theo là Sviet. sư Sviet, Sviet đó là màu sắc. Tiếp theo là Concert. Concert. Concert đó là một buổi hòa nhạc đấy. Svetok. Svetok. Sivetto. Svetok là một bông hoa. Sivetto. Serh. Serh. Sher. Serh đó là một cái xưởng đấy, ví dụ xưởng máy móc nào đó đấy, Serh. Sher. Stansia. 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 Stansia đó là bến tàu điện ngầm của chúng ta đấy. Serh. Stansia. Stansia. À đó. Stansia. À chúng ta cùng nhau đọc lại nào. Center. Setra. Zurich. Sirk. Sinna. Senna, Sviet. Sivet, Concert. Tanfest, Svetok. Sivetto, Serh. Sek, Stansia. Stancia. À Stansia. Đó. Thì đến đây chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta đã học xong là 53 từ vựng. Và chúng ta học được 22 chữ cái rồi. Đấy. Đó. À, tiếp theo nào, chúng ta sẽ cùng nhau xem chữ cái thứ 23 của chúng ta. Chữ cái số 23 của chúng ta là người ta gọi là phụ âm. Phụ âm y. Phụ âm y. À, phụ âm này nó không bao giờ đứng một mình cả. Đấy. Phụ âm này nó luôn luôn nó phải đi ở trong từ. Có thể nó đứng cuối từ. Ví dụ từ tramvai. Tramvai. Đấy. Muzei. Tramvai là cái tàu điện này. Đã đi tàu điện này bao giờ chưa?
đi thử chưa? Em chưa đi thử tàu này. Đấy, muse Muse. muse đấy, Muse. muse đó là gì nào, Tàng. đó là Tàng. nhà bảo tàng đấy, viện bảo tàng, Nhà bảo à, tàng. tàng của mai, Muse. mai, Mai. mai đó là tháng 5 đấy, tháng 5, tháng 5, À. tháng mùa xuân đấy, mai cho Mai. nên là gì, hoa nở chim hót, mai, À. Mai. mai đấy, Mai. muse, Muse. tramvai, Muse. Tramvai. tramvai, mai Tram. cả, Mai mai cả. cả. Và chúng ta có Mai cả. tính từ xi nhỉ, xi Xin. nhỉ, xi nhỉ đó là cái màu này đấy, màu Màu này là xanh. xi nhỉ, xi Xin. nhỉ, à thế nào đấy, Xin. đó. À, thế vậy thì chúng ta đã học xong chữ cái số 23. Ở đây có thêm mấy từ mới đấy, là có thêm 5 từ mới. Lúc này chúng ta đã học được là 53 rồi, thêm 5 từ mới nữa là thành là 58 từ mới, đúng không nào? Đấy. À, vậy thì chúng ta ghi vào đây là 58 từ mới, tạc vật đấy. 58 tạc. À, đó. Хорошо. Chúng ta cùng nhau xem tiếp nào. Là 58. Ở đây chúng ta sẽ xem cặp phụ âm hữu thanh vô thanh thứ sáu. Chúng ta biết rằng trong tiếng Nga có 6 cặp phụ âm hữu thanh vô thanh mà chúng ta đã biết được 5 cặp rồi, à đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cặp thứ sáu. Cặp thứ sáu chúng ta đó là phụ âm sh và r, r đấy, r đấy, như này đấy, vốt. À, chúng ta sẽ cùng xem nào. À, đây là cặp, đây là chữ cái số 24 và 25. À, đối với những cái từ mà tận cùng bằng phụ âm r là phụ âm hữu thanh thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp là phụ âm sh. Đấy, có phải không? Nguyên tắc đó chúng ta biết rồi. À, chúng ta có từ gì nào? Chúng ta có từ mush. Mush. Đấy. R đây chúng ta đọc là sh. Mush. Đấy, à là ông chồng, à nosh. Nosh, à, đó là con dao. Nose, con dao ăn này chẳng hạn đấy. Etage, etage đấy, etage đó là gì nào? À, đó là tầng nhà đấy, tầng nhà. Tiếp theo nào, loska, loska, loska là cái thìa đấy, cái thìa. Loska, à là cái thìa đấy. À, chúng ta cùng nhau xem lại nào. Mush, mush, nose, nose, etage, etage, loska, loska, noska, noska, noska là cái chân đấy, cái chân. Lúc này chúng ta sẽ biết cái từ cái chân là naga, naga, naga là cái chân to, noska là cái chân nhỏ, ví dụ cái chân em bé chẳng hạn đấy, à, cái chân bàn, chân ghế chẳng hạn thì người ta gọi là noska. Chúng ta xem tiếp từ vựng nào, scarf, scarf cái tủ, machine, machine cái ô tô, journal, journal đó là quyển tạp chí. Karandash, karandash là cái bút chì. Shubba, shubba là cái áo lông đấy. Jenna, jenna cô vợ. Mush, mush ông chồng. Nosh, nosh là con dao. Loshka, loshka cái thìa. Vionka, Vionka. À, thế như vậy đến đây chúng ta đã học được tổng cộng 69 từ mới rồi. Đấy, à, 69 từ mới. Thế và học được 25 chữ cái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm 4 chữ cái liên tục nữa luôn. Đấy, 4 chữ cái liên tục nữa luôn. À, ở đây chúng ta thấy cái cách phát âm của âm sh, âm sh là chúng ta phải tròn môi vào như thế này. Đấy, tròn môi vào để phát âm cái âm sh này. Đấy, như thế này. À, đó. Thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bốn chữ cái nữa. Bốn chữ cái này là bốn chữ cái giá, dỗ, dũ và dẻ. Như này đấy, giá, dỗ, dũ, dẻ. À, tác vụ có phải không ạ? Đấy, đó. À, bốn chữ cái này là bốn nguyên âm đôi, người ta gọi là bốn nguyên âm đôi. À, bốn nguyên âm đôi này gồm có hai âm ghép lại, đó là âm i cộng với âm a tạo thành âm ya, yo, yu và yẹ. À đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem từ vựng yam. Yam là cái hố đấy. Yam,
miốt Giáp miốt 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 là Chốt mật ong đấy, Mật mật ong ong. Tiếp theo là Miốt Rasiya là nước Nga, Rasiya nước Nga đấy. Inot 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 đó là con gấu Inot mèo đấy. Inot Yupka 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 đó là cái chân váy đấy. Ida 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 đó là Ida đồ ăn Đồ nói ăn chung gọi Ida. Ida Yonka 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 đó là Yonka đó là cây thông năm mới. Yurta 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 là cái nhà này, cái nhà du mục này gọi là Yurta Yurta đấy. Yurta Yurta Ryumka Ryumka Yurta à, chúng ta có Rung từ Ryumka như này đấy. Yurta Ryumka đó là cái gì thế nào, cái là thì cái ly uống nước đấy, ly uống rượu. À, ta ngồi. À, thế nên vậy là chúng ta xem được 76 từ vựng rồi, 29 chữ cái rồi, sắp hết bằng chữ cái rồi đấy. À, chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Yam Yam mà cái hố. Miốt 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 à, mật ong. Miốt Rasiya 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 là nước Nga. Inot 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 là con gấu mèo. Inot Yupka 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 là cái chân váy. Ida 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 là đồ ăn. Ida Yolka 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 là cây thông. Yolka Yurta 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 là cái nhà du mục. Yurta Ryumka 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 là Yurta cái cốc cái ly đấy, cái cốc cái ly. À, tác vột. Thế như vậy đến đây chúng ta đã học xong được 76 từ vựng rồi nhá. À, vậy thì chị cần phải viết tất cả những từ vựng ra, đếm xem có đủ 76 không. À, nếu chưa đủ thì phải xem lại cho nó kỹ để viết cho nó đủ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem chữ cái số 30. Chữ cái số 30 của chúng ta đó là chữ cái gì đây nào? Xe, đọc là xe. Chữ cái xe. Đó là chữ sờ nặng nhưng mà nó mềm. Chúng ta biết rằng cái sờ nặng đấy chúng ta học đó là sờ cứng. Đây là sờ mềm. Chứ chứ? Sờ mềm. Đấy. Sờ mềm thì có nghĩa là nếu mà y đứng sau nó thì sẽ được đọc là y. Đó, ở đây chúng ta nhìn thấy đọc là y. Chúng ta có từ shika. 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 Shika đọc là Shika. shika. Đấy, là Shika. cái má của chúng ta là shika. Shotka. Shika. Shotka. 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 À, Shotka. shotka đó là cái bàn chải đấy, cái bàn chải. Shotka. Shotka. Tiếp theo chúng ta có Shotka. từ shi. Shi. Shi đó là món bắp cải Shi. muối. Món bắp cải muối đấy, shi. Tiếp theo Shi. chúng ta có từ borscht. Borscht. Borscht đó là món củ Borscht. cải đỏ, canh củ cải đỏ. À, đây là món canh bắp cải muối. À, đấy, shi là canh bắp cải muối. Borscht là món canh củ cải đỏ. À, đúng không? Và chúng ta có cái trắng trắng nó nằm ở trong cái bát canh này. Chúng ta gọi là smetana. Simitan Smetana, smetana là sữa chua đấy. Người Nga Simitan ăn súp mà không có sữa chua thì chả khác gì người Việt Nam ăn súp mà không có mì chính. À đó. Cho nên là cái vị của người ta là phải có tí sữa chua thì ăn nó mới ra súp. À đó, thế như nào. Cho nên người ta bất cứ cái món canh nào người ta đều cho một tí sữa chua vào đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Shika. Sika Sh sh Shika. Shika Đúng rồi, shortcut. Shotka She. She Boss. Bosch Boss. À, cái từ mà có cái chữ này, bắt đầu cái chữ này nó rất là ít, cho nên là chúng ta chỉ xem được có 4 từ như vậy thôi. À, như vậy tổng cộng chúng ta đã xem được 81 từ vựng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần từ vựng mới của chúng ta đấy. Chúng ta xem đó là chữ cái số 31 của chúng ta, chữ cái cuối cùng ở trong bảng chữ cái. Không phải là hoàn toàn cuối cùng mà là chữ cái theo thứ tự là số 31. Bởi vì sau nó thì chúng ta sẽ còn có hai cái dấu nữa đấy, là thành 33. Tác vột. Ở đây chúng ta có âm đó. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đọc như là âm chờ tre đấy. Chúng ta đọc là Ruchka. Ruchka. Ruchka là cây bút viết đấy. Ruchka. Tiếp Ruchka. theo nào, chúng ta có từ Uchebnik. Uchebnik. Uchebnik là quyển sách giáo Uchebnik. khoa. Uchuanui. Uchuanui. Uchuanui là
nhà bác nhà học bác đấy. học À đó. trưởng Pochta. Pochta. Pochta Pochta là Pochta bưu điện, bưu điện. bưu điện À, đấy, bưu điện. Pochta Tạp check. chiệp Check là cái hóa đơn đấy. Tạp chiệp uchennik. uchennik 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 là cậu học sinh. Và chúng ta có từ dacha. dacha dacha là nhà nghỉ. Thế bây giờ mời chị đọc, tự đọc lại nào, tự đọc lại xem nào. Ruchka. Ruchka. Uchennik. Nó uchennik đấy. Uchennik. Đọc lần nữa nào. Uchennik. Pochta. Đã. Check. Uchennik. 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 Nik. Uchennik. Uchennik. Đã. Uchennik. Uchennik. Đã. Tiếp theo nào. Dacha. 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 Đấy. Vất vả. Хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem được tổng cộng 88 chữ cái, 88 từ vựng rồi. Đấy. Thế và xem được 31 chữ cái. Tiếp theo nào. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái dấu mềm này là cái gì vậy? Đấy. Dấu mềm. Dấu mềm nó làm cái gì? Nó làm mềm hóa cái phụ âm mà nó đi cùng. Ở đây chúng ta có phụ âm l. Đi với dấu mềm thì nó gần như bị đọc là ly. Ly. Chúng ta sẽ đọc từ poly, polika, polika, polika. Đúng rồi. Palima, palima, pali, palima, palima. Đúng rồi. Skolika, skolika. Đúng rồi. Skolika, skolika. Nếu mà chị đọc được những cái âm l mềm này thì tiếng Nga của chị rất rất hay đấy. Có thể nói đến 90% người Việt Nam không nói được chữ l mềm này. Người ta không nói chữ l mềm này. Thực chất là người ta không nói chứ không phải người ta không nói được, người ta thừa sức nói nhưng mà ta không nói đấy. Đó, nó làm cho cái âm tiếng Nga của họ bị cứng. Ví dụ cái từ polka, polka thì nó là cái giá sách. Nhưng mà polika thì là cô gái người Ba Lan đấy. Polika, palima là cây dừa. Đấy. Skolika là cái này là bao nhiêu? Skolika stoit chevo đấy. Cái gì đó giá bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Bất tạc vật. Chúng ta có từ mat. Mat. Mat thì đó là mat. Là cái nước chiếu tướng, chiếu ở trong chơi chơi cờ tướng ấy đấy. Chiếu hết thì gọi là mat. Mat. Đó. Ăn mất tướng người ta xong gõ cạch cái xong kêu mat là hết. Hết nước đi mat. Đấy. Đó. Thế và chúng ta có từ thứ hai và đi với dấu mềm thì đọc là mat. 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 Thấy chưa? Mat. Ở đây đọc là mat. 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 Đây là mat. 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 Đấy. Mat là người mat. Mẹ, người mẹ đấy. Cha mẹ ở trong cái giấy khai sinh thì đọc là mat, không gọi, không nói là ma mà gọi đọc là mat. Palima. Palima. Cây dừa. Palima. Simmya. Simmya. Simmya đó là gia đình, đúng không ạ? Đó. Thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta có tổng cộng là 96 đi nào? 96 từ vựng rồi, đúng không ạ? 96 từ vựng. Thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái dấu cuối cùng của chúng ta. Đây chúng ta sẽ lấy nốt cái này. Thì chúng ta cho vào đây cho chị đấy. Đó. Вот так. Хорошо. Chúng ta xem cái dấu cuối cùng của chúng ta đó là dấu cứng này. Dấu cứng này thì rất ít từ mà có cái dấu cứng. Dấu cứng này không bao giờ đứng ở cuối từ. Dấu cứng này chỉ đứng giữa từ. Đấy. Thế và nó làm cái gì? Nó sẽ chia cái từ đó ra làm hai âm. Thực chất là như vậy. Thế nhưng mà do là chúng ta đọc nó vẫn gần gần nhau cho nên vẫn tưởng tượng nó vẫn dính liền với nhau. Đấy. Chúng ta sẽ đọc ví dụ cái từ này up. 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 Đấy, up. Đúng không? Xong yep liền nhỉ. Có từ up và yep liền nhỉ. Đọc là liền nhau vẫn thành nhỉ. Up yep liền nhỉ. Up yep liền nhỉ. Thấy chưa? Up yep liền nhỉ. Có nghĩa là những cái tờ giấy thông báo này này đấy. Người ta thông báo, người ta dán ở cửa đấy thì gọi là áp biếp liền nhỉ, thế nào, vất tạc. Đó. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là chúng ta đã học xong toàn bộ về cái bảng chữ cái của chúng ta rồi đấy. Đó. Thế thì chị cần phải xem lại từng cái bức hình này mà tôi đã gửi cho chị đấy. Sau đó là gì, là chị sẽ ghi từ mới ra, chúng ta xem được tổng cộng 97 từ mới này nhé.
Đó, 97 từ mới, gần 100 từ mới đấy. Đấy. Đó, ghi sang đây, đếm trong vở của mình xem có đủ 97 từ không hay là hơn, có thể là hơn đấy. Đó, ngoài ra những cái từ này là tôi còn chưa tính đấy. Ví dụ Daska là tôi còn chưa tính. Daska. Thế như vậy là Daska có nghĩa là cái bảng, gì chứ? Thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái gì đây? Sau khi chúng ta học hết đoạn chữ cái rồi, chúng ta bắt đầu xem. Điều đầu tiên mà chúng ta cần biết đó là những cái từ mà chỉ các ngôi trong cuộc nói chuyện. Chúng ta học giao tiếp mà. Giao tiếp thì có nghĩa là có người hỏi và có người trả lời. Đấy. Có người nói và có người nghe, có phải không ạ? Đó. Thế như vậy ở đây chúng ta người nói là gì? Người nói đó là ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất ở đây là ya. Đó. Ya là người nói. Là tôi. Đấy. Cái còn người nghe thì là cậu, là bạn, là chị. Đúng không? Ví dụ chị đang nghe tôi nói thì chị là tươi. Dạ. Thế lúc sau chị lại nói chuyện với tôi, chị nói chuyện là tôi kể cho thầy nghe một câu chuyện như thế này nhé. Thì là lúc đó chị lại trở thành ya và lúc đó tôi lại trở thành tươi, phải không ạ? Đó. Dạ Thế vậy thì hai cái ngôi này mà chị nhìn thấy là tôi viết chữ màu đen ở đây. Nó đổi hoán đổi cho nhau. Đấy. Lúc thì ya, lúc thì là tươi, lúc thì tươi, lúc là ya. Thế tương tự như vậy, cái số nhiều của nó cũng vậy, lúc thì mươi thì là tươi vui, lúc là vui thì là mươi. Đấy. Là chúng tôi và các anh các chị đúng không nào? Đấy. Đó. Thế vậy thì ngôi thứ nhất của chúng ta là ya, là người nói. Ngôi thứ hai là người nghe, là tươi. Thế bây giờ hai cái người này mà nói chuyện, có anh chàng bên cạnh này, ông hàng xóm này, ông ngồi đây ông chả làm cái gì, ông không 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 tham gia, thì anh ta sẽ là ôn, chị chưa? Ôn. Đúng không ạ? Ôn có nghĩa là người thứ ba, tức là người ta gọi là ngôi thứ ba. Đó. Thế còn nếu mà cái người này là không phải đàn ông mà là đàn bà thì là Anna. Anna. Đấy. Anna là phụ nữ, đúng không? Là cô ấy, anh ấy, cô ấy. Thế và nếu mà cả hai người, cả vợ chồng hàng xóm sang đây ngồi chơi đây thì họ sẽ là a nhỉ, a nhỉ. Đấy vậy. Thế vậy thì ở đây chúng ta có các đại từ, có 8 cái đại từ sở hữu. Đã 8 đại từ nhân xưng. Ya, tươi, ôn, Anna, Anno, mươi, vui và a nhỉ. Đúng không? Bây giờ chúng ta đã xem xong cái phần đại từ nhân xưng rồi, chúng ta cứ để đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cách chào hỏi của tiếng Nga đấy. Chào hỏi thì người ta sẽ chào hỏi gì nào? Gặp nhau thì người ta có thể chào một cái câu rất là trung tính, tức là gì? Ở đâu cũng chào được. Здравствуйте. Đấy. Здравствуйте. Thế là khi nào thì nói Здравствуйте? Khi mà chúng ta nói với người lạ. Đúng không? Các đối tác này, quan hệ công tác, công việc này, trông rất lịch sự đúng không nào? Người ta nói Здравствуйте. Đó, khi người ta gọi trong xưng hô thì chúng ta sẽ gọi người ta là vui, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ gọi là Здравствуйте. Ví dụ chị là người đi đến công sở nơi mà muốn xin một cái giấy tờ gì đó, đấy. Thì chị sẽ nói là gì nào? Здравствуйте. Здравствуйте. Có phải không ạ? Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nếu như là người thân thôi, đấy, ở trong nhà thì không cần phải nói che, sẽ nói là Здравствуй. 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 Đấy. Hoặc là chúng ta nói thân mật hơn là gì? Привет. 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 Đúng không ạ? Đó. Привет. Đó. Thế người ta nói lại nào. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Привет. Привет. Đó là những câu chào hỏi. Đấy là chúng ta nói là Привет. Нói mềm đi một tí nhé. Привет. 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 Đấy. Привет. Đó. Тất nhiên là ví dụ các mức độ các chị giao tiếp thì không ai soi xét thì nói thế nào cũng được. Thế nhưng mà cái quan trọng chúng ta phát âm nó chuẩn chuẩn một tí thì nghe nó hay, phải không ạ? Đó. Chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái câu chào hỏi và các thời khắc ở trong ngày đấy. Đúng không? Ở đây chúng ta có anh chàng buổi sáng đi làm này, đấy. Thế và người ta chào là gì? Доброе утро. Доброе Доброе утро. утро. Chào cậu buổi sáng nhé. Доброе утро, khi mặt trời mọc này. Доброе утро. Ban ngày từ khoảng 11 giờ trưa cho đến chiều tối chúng ta sẽ chào добрый день. Добрый день. Добрый день là chào ban ngày đấy. Добрый день. Chào buổi tối nào. Добрый вечер. Добрый вечер. Tức là ở đây chúng ta nhìn thấy đó là buổi tối rồi đấy. Добрый вечер. Добрый вечер. Đấy. Вечер, да, добрый вечер. Так вот хорошо. Thế như vậy đây là ba cái thời điểm trong ngày chúng ta có thể chào. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день.
Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi thăm nhau nào. À, chúng ta thường hỏi công việc của bạn thế nào? Как дела? Как дела? À, phải không ạ? Thế và người ta trả lời sao nào? Спасибо. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно là công việc rất tuyệt vời. Đấy. Спасибо. Прекрасно. Tiếp theo nào? Спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. À, cảm ơn, cũng tốt đấy. Cũng tốt. Không được tuyệt vời lắm nhưng mà cũng tốt. À, thấy chưa? À, thế mà công việc bình thường, không có gì cả. Спасибо. Нормально. Спасибо. Нормально. Нормально. Đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy chữ L mềm. Chúng ta đọc là нормально. 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 Đấy, đó. Нормально. Đà, đúng rồi. Đấy. Chúng ta sẽ nói là khi mà công việc chả có gì cả, chả có gì thay đổi. Chúng ta sẽ nói спасибо, ничего. Спасибо, ничего. Đấy. Спасибо, ничего. À, đúng rồi. Đấy. Спасибо, ничего. À, thế công việc tồi tệ chúng ta sẽ nói là ôi, chán lắm. Ай, плохо. Ай, плохо. Ай, плохо. Ай, плохо. Đấy. À, bây giờ mình sẽ hỏi bạn sẽ trả lời nào. Как дела? Chỉ là спасибо. Прекрасно. Прекрасно. À, đọc phiên âm thế này. Прекрасно. Đấy. Прекрасно. Đấy. Đúng không? Спасибо. Прекрасно. Đấy. Тiếp theo nào. Как дела? Спасибо. Хорошо. Đấy. Тiếp theo nào. Как дела? Спасибо. Нормально. Нормально. Đấy. Как дела? Спасибо, ничего. Ничего. Đấy. À, chúng ta đọc cái từ si, 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 cái si đánh dậy. Si, ba. Si, ba. Nói nè. Si, ba. Đấy. Tiếp theo nè. Ai, как дела? Ai, плохо. 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 Đấy. À, khi mà đi chợ bán hàng, chả bán được hàng, khách chả có. Trời thì mưa, bão, tuyết. Đấy. À, как дела? Ну, все, какие дела? Все плохо. Đấy. Так вот. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem cách thăm hỏi, hỏi thăm công việc đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. Chúng ta sẽ xem cảm ơn đấy. Cảm ơn. À, câu cảm ơn của chúng ta đấy. À, вот. Nói nào. À, спасибо. Спасибо. Đấy, chữ si chúng ta cứ nói bình thường si, si sa, si sa si sớn, si sa si sớn đó. À, cái câu đó nó rất là bình thường, nó là cái chữ sờ thông thường thôi, đấy không phải nhấn mạnh gì cả. Спасибо. 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 Đấy. À, và khi được cảm ơn thì người ta sẽ nói пожалуйста. Пожалуйста. Đấy. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Đấy. À đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem câu tạm biệt nào. До свидания. До свидания. Да? До свидания. Как раз Дина. До встречи. До встречи. Да? До встречи. Ла. А, хэн гап лай. Да? Хэн гап лай. До свидания. До встречи. До свидания. До встречи. До встречи. До встречи. Да? Вот так вот. Хорошо. Như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau sang xem xong tất cả những cái phần chào hỏi mà chúng ta có thể nói trong tiếng Nga. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ nào. À, chúng ta có câu здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? À, xin как chào, вы? Как вы? Cái là công việc của cậu thế нào? Вы? Đấy. Как вы? Đấy. À, tiếp theo nè. À, cảm ơn, хорошо, спасибо. Хорошо. Спасибо, хорошо. Đấy. Спасибо, хорошо. А вы? А вы? А вы? А вы? Спасибо, тоже хорошо. Спасибо, тоже хорошо. À, đúng không? Đó là cái những cái người lớn người ta trang trọng, người ta gặp nhau người ta nói như vậy đấy. À, đều là ngồi vui cả. Thế như là vui vui, à vui, как vui. Thế nhưng mà bạn bè thì chúng ta sẽ nói là gì? Привет, привет, как ты? Как ты? Как ты? Đấy. Хорошо, а ты как? Хорошо, а ты как? Đấy. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Đấy. Тоже неплохо. À, tôi tức là gì? Cũng không đến nỗi tệ, đúng là đấy. Tôi sẽ nhịp lộ khởi là không đến nỗi tệ. À, tôi sẽ nhịp lộ khởi. Хорошо. Хорошо.
À, thế như vậy chúng ta vừa rồi đã cùng nhau xem xong những cái mẫu câu chào hỏi thông thường các bạn nào. Đấy, một tạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái cấu trúc câu mà khi chúng ta muốn hỏi hỏi ai đó tên là gì. Đấy, ai ai người đó tên là gì. Cách hỏi tên tức là gọi là cấu trúc hỏi tên. Đấy, đó. Chúng ta sẽ có cấu trúc hỏi tên. Tạc. Chúng ta sẽ ghi đây nha. Cấu trúc hỏi tên đấy, cấu trúc hỏi tên, tác vụ, chúng ta cho nó to ra cho nó dễ nhìn, cấu trúc hỏi tên thì chúng ta phải ở cạnh bốn đấy, ở cạnh bốn, thế các em bảo trời ơi vừa mới học đã nhìn thấy cạnh bốn rồi đấy, đó, cạnh bốn là nó chiếm đến 80%. Cái dung lượng lời nói. Tức là nếu như một người học tiếng Nga chỉ cần học cách 4 thôi là người ta đã có thể nói được rất nhiều rồi. Khoảng 4 80% dung lượng mà. Đấy. Như các em chỉ cần học cách 4 và cách 6 là các em nói được rất nhiều. Tất nhiên là nó sẽ bị hạn chế nếu như là các em không biết cách khác đấy. Đó. Nhưng mà trên thực tế những cách khác nó chỉ chiếm được khoảng là 15 20% cái lưu lượng lời nói thôi, em nhỉ? Đấy. Đó. Thế cho nên là gì? Cách 4 bao giờ cũng phải học đầu tiên. Đó thì vậy thì cái việc đầu tiên mà khi chúng ta muốn hỏi tên thì chúng ta đã nhìn thấy nó là cách 4 rồi đấy. Thế vậy thì cách là gì? Cách có nghĩa là định dạng, một cái định dạng nào đó, có một định dạng khác của một cái từ nào đó đấy. Thế vậy thì chúng ta biết rằng là cách là gì nào? Cách là sự biến đổi của từ loại ở trong tiếng Nga đấy. Vì từ loại nào trong tiếng Nga thay đổi đấy? Đó là những cái từ loại mà nó biến đổi này đấy. Từ loại bị biến đổi, từ loại bị biến đổi, đó là danh từ, tính từ, đấy, đại từ sở hữu, đấy và đại từ nhân xưng, đây là bốn cái từ loại thay đổi. Tất nhiên nó còn có số từ nữa nhưng mà số từ chúng ta không quan tâm bởi vì số từ chỉ có những người học toán, học lý, học hóa thì người ta phải phải học. Thế còn chúng ta thì ít khi chúng ta phải dùng đến. Đấy. Cho nên chúng ta dùng danh từ, tính từ, đại từ sở hữu, đại từ nhân xưng là bốn cái loại mà nó sẽ biến đổi theo cách. Thế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái cách mà người ta hỏi tuổi. Thì trước hết chúng ta sẽ tham khảo cách biến đổi của đại từ nhân xưng. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có đại từ nhân xưng. Thế đại từ nhân xưng là cái gì chúng ta vừa nói nãy đây. Đấy. Đó là những cái từ mà chỉ những cái ngôi của những cái người mà giao tiếp nói chuyện với nhau anh trên này đấy đó. Thế vậy thì đó là gì, những cái ngôi đó là gì nào mà chúng ta vừa biết lúc nãy đấy đấy, đúng không, đó là giá đấy, đó là giá, đúng rồi, tạc chúng ta ghi nhé, giá tưới, ốn, ăn ná đấy, mới, với và nhỉ đấy. Thế ano thì người ta ít nói đến bởi vì là ôn và ano nó giống nhau, ôn và ano nó biến đổi giống nhau cho nên người ta để nó vào là một đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta là có các đại từ nhân xưng này, nó là ở cách mấy đây, nó là cách một đấy chưa? Đấy. Một. Thế vậy thì ở cách 4 của nó sẽ như thế nào, chúng ta biết rằng là muốn hỏi tên thì chúng ta phải ở cách 4 đấy đó. Thế cho nên là chúng ta sẽ xem cái định dạng cách 4 của nó đấy. Định dạng cách 4 của nó là gì nào? Ia thành mi nhá, tư thành Yeah. chi bia, đấy chưa? Ôn ôn và ăn nô thì thành y vố, Y đấy, vô. anna thì thành y dỗ đấy, Y vô. mươi thì thành nás, Nas. vui thì thành vás và Vas. nhi thì thành gì nào, ich, Y. đó, vâng ạ, đấy Y đấy, nhá. Chi bè. Vô. Y vô. thế như vậy đến đây chúng ta nhìn thấy là nó rất Vas. thú vị là gì nào, đó là cái đại từ nhân xưng của chúng ta ở cách 1 và cách 4 đấy. Đó. Thế vậy thì bây giờ để ở đây chúng ta cho nhìn cho nó rõ đấy, chúng ta sẽ đưa nó vào một cái khung như thế này, tạc đấy đó, thế và chúng ta sẽ đóng khung cho nó đó. Thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đó là một bên thì là cách 1 và một bên thì là cách 4, chúng ta đã xem rồi đấy đó. Thế và ở đây chúng ta sẽ ghi đây là cách 1 đấy, cách 1 đó. Bên này là cách 1. Thế và bên này của chúng ta là cách 4 đấy. Đó, để xem chúng ta.
cách 4, cách 1 cách 4. Хорошо. À thì bây giờ nó sẽ thể hiện như thế nào ở trong câu hỏi tên, cấu trúc hỏi tên đấy. Cấu trúc hỏi tên của chúng ta sẽ hỏi là ông bà tên là gì? À, ông bà là gì, chúng ta phải nói là vui phải không nào? Đấy. Có phải không ạ? Vui. Đúng không ạ? Đấy. À, chúng ta phải nói là vui. À vui. Thì à chúng ta sẽ không hỏi là các vui ra vụt. À, đấy. Các vui ra vụt. Mà cái từ vui này chúng ta phải chuyển nó sang cách 4. Hiểu chưa? Là chuyển sang cách 4. Thì cách 4 ở đây của chúng ta là gì nào? À phải là vas. Vas đấy. À đó. Các vas ra vụt. À đúng không? Ra vụt là cái gì vậy? Ra vụt là gọi tên. Hiểu chưa? À gọi tên và cái các này gì? Các là như thế nào? À thế vậy thì câu này tiếng Nga nó dịch là gì nào? Là người ta gọi tên ông là gì? Hiểu chưa? À thế cho nên là gì, nó mới là vát, nó ở cách 4 này vì vậy đấy. Đó. À bây giờ khi chúng ta trả lời thì chúng ta vẫn dùng cái từ ra vút này đấy. À chúng ta sẽ nói là tôi tên là Anton đấy. À chúng ta sẽ nói tôi là gì nào? Ya đấy. Ya ra vút. À đúng không? Ya ra vút. Đấy. Thế vậy thì chúng ta thỏa thuận với nhau là gì nào? Đã gọi tên thì nó phải cách 4. Vậy thì ya nó phải cách 4. Cách 4 của ya là gì ạ? Cách 4 mi nhà. À nó là mi nhà. À đó. Thế vậy thì bây giờ chị đã hiểu là muốn hỏi tên ai thì phải dùng cái đó ở cách 4 này đây. Đấy. Đó. À đó thì chúng ta đã có câu là các vát ra vụt. Ông bà tên là gì? Mi nhà ra vụt ăn tôn. Đấy. À thế bây giờ hỏi cậu tên là gì nào? Các y vô sa vụt. À cậu tức là bạn đấy, tức là cái người thứ hai. Các chi bé, chi bé. Tươi thành chi bé. Các chi bé ra vụt. Các chi bé ra vụt thì trả lời nào. Tớ tên là tớ tên là ví dụ như là Ivan. Đấy, tớ tên là Ivan. Mi nhà ra vụt đấy. Ivan. Mi nhà ra vụt Ivan, đúng nào đấy. À đó. Thế bây giờ hỏi anh ấy tên là gì? Anh ấy là ôn đấy. Ôn phải là gì nào? Các yevô ra vụt. À yevô ra vụt. Các yevô ra vụt đấy. À thế và chúng ta trả lời nào? Anh ấy tên là chết gây. Yevô ra vụt. Chết gây. À sir gây. Sir gây. Yevô ra vụt sir gây đấy. Yevô ra vụt sir gây. Đúng nào đấy. À thế bây giờ sẽ hỏi cô ấy tên là gì? Các yê yô ra vụt. Các yê yô ra vụt. À trả lời nào. Cô ấy tên là Anna. Yê yô ra vụt. Anna. Yê yô ra vụt. Anna. Thế nào đấy. Thế bây giờ hỏi họ tên là gì? Các các và các na ra vụt. Đâu. Họ họ là anh nhì đấy. À họ. Anh nhì phải là gì? Các ich ra ra à đúng không? Ích tức là phải hai người, vậy thì phải lấy tên hai người đấy. Chúng ta trả lời ích ra vụt. Ích ra vụt. Anton. Anton y Anna. Anna, đúng rồi. Ích ra vụt Anton y Anna. À thì như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau thấy đó là cái cấu trúc để hỏi tên ở cách 4 với các đại từ nhân xưng nhé. Các bạn nào? Với các đại từ nhân xưng. Chứ chúng ta chưa hỏi cấu trúc với danh từ. Thế nào gọi là cấu trúc với danh từ? À ở đây chúng ta hỏi là cậu tên là gì, ông tên là gì, bà tên là gì, bạn tên là gì, anh ấy tên là gì. Chứ chúng ta chưa hỏi là thầy giáo của cậu tên là gì. À các bạn, thầy giáo thì lúc đó chúng ta phải dùng danh từ rồi. Đấy. Đó, thì lúc đó chúng ta phải biết cách biến đổi danh từ ở cách 4 thì mới hỏi được cái câu đó. Thế vậy thì khi chưa biết cách thì chúng ta chưa thể hỏi được câu. Đó. À thì chúng ta bắt buộc phải hỏi vòng quanh, hỏi là gì nào? Đây là thầy giáo của cậu à? À đúng rồi, đây là thầy giáo của tớ. Ông ấy tên là gì? Thì lúc đó chúng ta mới nói là các ỉa vỗ ra vút. Đúng chưa? À có phải không? Tức là chúng ta phải hỏi vòng quanh để dẫn đến cái từ chúng ta phải dùng là ỉa vỗ. Đấy. À đó. Thế vậy thì muốn nói được một câu tiếng Nga, chúng ta cần phải biết gì nào? Chúng ta cần phải biết danh từ, biết động từ, biết chia động từ. Sau đó chúng ta phải biết cách nữa, cách biến đổi theo cách. Thì chúng ta mới nói được tiếng Nga. Đó. Thế còn nếu như các anh các chị nói bồi thì các anh cứ ghép chữ nọ vào chữ kia thì nó thành một cái câu mà nó nghe nó chả đâu vào đâu cả đấy. Chẳng qua là người Nga người ta chẳng muốn nói, người ta thôi cố người ta đoán ra thôi đấy. Đó. Thế vậy thì muốn nói được tiếng Nga chúng ta phải học đầu tiên phải có danh từ này đấy, còn phải có từ thì mới nói được chứ đấy. Sau đó phải có động từ này
À, muốn động từ sau đó phải chia động từ này. À, phải biết chia động từ rồi sau đó chúng ta phải học cách này, cách biến đổi của nó đấy. Thì chúng ta mới nói được. À đó, thế vậy thì đó chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ học trong 20 bài của cái khóa này của chúng ta đấy. Trong 20 bài mà các em nói được, các em nắm được bấy nhiêu cái nội dung à, thì là các em hơi bị giỏi đấy. Đấy. Đó. Thế và mình cũng sẽ cố gắng là gì? Gói gọn cái nội dung của các bạn ở trong cái 20 bài đó, là các em phải nắm được đủ bấy nhiêu thứ. Phải biết danh từ, dùng được dùng cái dùng chung, phải biết được số nhiều, số ít. Phải biết được nó đi với tính từ biến đổi như thế nào, phải biết được nó đi với đại từ sở hữu biến đổi như thế nào, phải biết được cách chia động từ, và sau đó phải biết được dùng các đại từ nhân xưng hoặc là các danh từ kết hợp với tính từ đại từ sở hữu để làm bổ ngữ cho câu đấy. À đó, để nó phục vụ cho cái việc mà xây dựng một cái câu nói đúng của tiếng Nga, trong tiếng Nga. À đó, thấy chưa? À, tham vọng của chúng ta hơi lớn, thế nhưng mà rất nhiều người thành công. À, muốn như thế thì xem kỹ lại bài thôi đấy. Đó, như vậy hôm nay là bài số 2. À, thế và chúng ta đã học được toàn bộ xong bảng chữ cái rồi, chúng ta học được gần 100 từ mới rồi, chúng ta học được thêm cấu trúc hỏi tên rồi đấy. Đó, thế vậy là cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới cách một lần nữa đấy. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. Да, до свидания. До Пока, пока. Да. свидания. Да. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.